Hôm nay em có giới thiệu và so sánh cho tất cả các bác khách trên mọi miền Tổ quốc bát súp từ neo và bát súp từ thường. Và các bác có nhu cầu quan tâm đến dòng này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em. Dòng này là bát 50 từ neo của RCF, bát 40 của RCF. Và các bác lưu ý cho em, cái từ neo thì nó cái củ của nó nhỏ như này nhưng lực từ mạnh. Còn con từ thường thì lại từ rất là to. Đấy. Thì các bác cùng xem ở đây là bát 50 súp neo này. Thì con này còn màng đằng sau sần rỗ này. Đấy, chạm nhún màu vàng này. Con này giờ xếp này. Ít bát có đôi 4 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Bát này là bát 50, dòng này nếu anh em lắp súp kép vận chuyển nó rất là nhẹ. Đấy, từ 2 côn 100 từ neo. Màng kết hợp rất nhiều sợi bông thủy tinh, các bác nhìn màng nó đẹp, nó khác hoàn toàn các dòng màng khác. Cái râu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong. Cô 100 nhé, các bác nhìn này, hình thức loa làm rất là đẹp luôn. Hàng mới double hộp nhà máy Trung Quốc và màng sơn dầu bóng. Gân vải tẩm dầu 3 gân và lón của nó là lón sần. Lón sần con này là từ leo này, màng nó đẹp lắm. Hàng cao cấp. Thì tiếp đến là một chiếc bát 40. Các bác lưu ý nhé, dòng này thì anh em có thể mua lẻ một cái. Vì các cái dòng bát súp mà, thì nên em có bán một cái, bán một đôi và bán số lượng rất là nhiều cho khách. Và tiếp đến là một chiếc bát 40 RCF từ 220-100, đây là phiên bản từ thường. Các bác có thể chơi loa kẹo kéo, chơi loa gia đình. Đi bát có đôi 4, 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng này thì nó là nếu như ta đánh full thì tiếng bát nó rất là mạnh mẽ, uy lực. Nếu như ta đánh súp, ta cắt cốt đi thì ra tiếng trầm rất là mềm và hay. Từ rất dày và kẹp lỗ thép trắng, côn của nó là 100 từ 220. Và con này là màng xếp ni nện sóng, gân vải cầm dầu 3 gân. Đấy. Màng xích ni nện sóng cân vải thẩm dầu 3 gân, con này màng sơn dầu bóng. Giá của cái chiếc bát 40 này thì có giá là 1.350.000 một cái, được bao ship các bác nhé. Anh em có thể mua lẻ một cái hoặc mua một đôi. Còn đâu cái bát 50 này thì có giá hơn 2 triệu một cái. Anh em có nhu cầu quan tâm đến các dòng loa bát rời thì em có rất là nhiều mẫu để phục vụ khách hàng. Nhập hàng lúc nào cũng tuyển chọn tất cả các bác các loại loa bát đẹp. Và các bác cảm thấy yên tâm cửa hàng với các mẫu loa mà em đang giới thiệu thì đặt hàng bên em và em gửi qua đường bưu điện thì các bác nhận hàng được kiểm tra thanh toán thì rất là yên tâm luôn, không sợ gì cả. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn anh em trong clip mới nhất nha.